Yên tâm, lúc nào chạy vào cuối mà. Rồi. Ok. Ở nhà bút đi. 1 phút nhá. 1 phút nhá, 1 phút nhá. Bốn mươi giây. Hai mươi. Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Ra. Bỏ lên đường nào đây? Ừ, đẹp với trái. Quả tống là pháo nó đó nha. Báo pháo tống nha anh em ơi, báo pháo tống nhìn cái pháo nào. Tranh còn ít phát nữa này. X bên trái tống đẹp. Là 63, tranh 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 cứ về thềm tống tranh đứng á. Tranh X xong tranh về thềm tống đứng á. Pháo tống kia, đâu rồi, của sư là 63 rồi. X của phát thềm tống nữa. Đây đây, về giữa được không? Cổ sư đạt 63 về giữa được không? Rồi, sao đến nhá, sao đến nhá. Tranh lấy yêu cổ tranh vào thế. Đây 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 đây. X một phát bên tống đẹp nữa. Ok, rồi chạy chạy chạy. Rồi ok, cho tranh yêu cổ nữa phát đẹp, đẹp. Đẹp. Hay á, bây giờ thiếu trưởng làm rất tốt nha. Bây giờ thiếu trưởng làm rất tốt nha. Ê, phát rồi bên trái tống. Cẩn thận thiếu trưởng nó nha, thiếu trưởng đang đi tìm người đó. Để ý cái pháo đi anh em Vũ Tiên với cả anh em mình có bút thôi.
ít phát ở góc chết Milio, đẹp. Đừng muốn nhầm, đừng muốn nhầm hiểu nó bắt chay. Đây yêu cổ phanh khác ở nhà trinh lên trên x luôn này. Báo pháo liên tục anh em ơi, báo pháo hô pháo liên tục đi nào, đánh pháo đừng đánh người nhá, đánh người để nhiệm vụ của người khác nhá. Rồi rồi lo trong pháo đi, lo pháo đi, trong pháo đang khó hơn kìa. Rồi rồi ok, tranh có yếu cổ rồi, búp mấy anh em lên trên đấy, tranh có, búp mấy anh em trên đấy. Nó đẩy sang thêm mình à. X phát thêm Leo nè. Yếu cổ, rồi. Đổi đường ấy, đây là đấy, đây bức tranh này, ok rồi, thay hai rồi, hai rồi, bức tranh rồi. Tính vào lại này. X một phát thêm nhà mình đẹp nhá. Anh em ơi đánh pháo đẩy đẩy quân đi, đánh pháo đây, đánh pháo đi. Đánh kiệm lời anh em, đánh kiệm lời quá. Tương tác lên, to tiếng em, kiệm lời quá. Đánh nói nhiều vào thì mới biết tình hình đấy. Đã 63 tranh đang lên này. Cứ sâu cho tranh xong phát là đi sâu cho anh em còn lại nhá. Đây đây, tranh đang lên thêm liêu này. Cho tranh cá được, ok đấy, một chỉ cần một cá thôi được. Ích cho pháo đẹp nha. Nó hồi xưa ở thêm lúc nào cũng ở thêm nhà mình hết á, lên pháo là gặp hiệu ứng quá. Hay à? X phát trái pháo. Cố gắng linh nữ với cả thiếu trưởng mình cả tán cái đám ở bên này chưa. Đánh cái phi thẳng vào pháo mà đánh mấy cái chỗ thềm bỏ đấy. Cái thềm bỏ đấy, đi phi thẳng vào pháo đánh cái tự mấy cái thằng ở thềm mới sẽ vào. Khi mấy thằng ở thềm vào phát thì vào đấy mình x đam chung luôn được. X phát vừa bên trong pháo đẹp nha. Thấy chết bà không đó đó. Vẫn bị cho cổ, vẫn bị cho cổ đó. Rồi, ok, tranh gói cổ, tranh gói cổ là đi bút người khác đi, có rồi, đi bút người khác đi.
có rồi nhá, có rồi nhá. Ấy cóc chết rồi. Thằng hiệp độc có phá mà. Chạy cố bằng lách thằng hiệp độc thôi. Hiệp độc mình cũng phá nó thôi mà, gì đó. Hay quá, hay quá. Búp búp quả hay quá. Ấy cắt bên trái thềm cho nó. Cứ nhìn pháo đây, cứ nhìn pháo đây. Mới 25 rồi, khắc 25 rồi. 27 chuẩn bị triển khai nhá. 27 là triển khai thương dương nhá. Mới 25 rồi. Tranh 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 đợi thêm, tranh đợi thêm, tranh đợi thêm. Rồi, cổ xưa. 26 rồi nhá. Bây giờ đây phiêu du ơi, tranh con thiếu triệu con yêu cổ này. Cứ đánh ấy, cứ đánh ấy, cứ đánh ấy. Mình giữ pháo vào mình xuống dương thì nó mình càng lợi. Vừa giữ pháo vừa xuống dương thì càng lợi nhá. Triển khai thằng dương dần đi anh em ơi. Lâm ơi, Lâm ơi, bạn côn dương ơi, bạn côn dương ơi Lâm. Rồi, chết rồi, lấy máu quá. Búp yêu cổ ở nhà luôn đi anh em ơi, mấy anh em cổ xương nhà búp yêu cổ ở nhà luôn. Và mình chạy sang mình phá bọn nó bên kia luôn này. Xuống dương đây nào. Ôi đỉ mẹ mày chết luôn. Vãi lộn, tôi chết rồi nha, tôi chết. Mình đứng trong dương đâu vào, cứ đứng trong dương đâu vào. Là thiếu triệu nó mà giải hệ phát là ăn dương luôn. Từ từ tôi vừa chết. Rồi đánh nó giải hệ được chưa? Tớ này là 63. Ê con võ kiếm nó múa chùm cả đám này. Đạp nó múa chùm cả đám này, đạp nó đi, đạp nó. Rồi rồi. Đánh gây chiêu nó đi, đánh gây chiêu cái con huyền con võ kiếm này đi. Đạp nó đi, đạp đúng rồi, đạp nó đi thì mới lên được. Đừng có bỏ qua nó. Thiếu Du ơi, tớ có thiếu cổ này. Thiếu trượng này. Thiếu Du. Lấy pháo rồi đúng không? Bọn nó đứng ở bên trái, bọn nó bắn vào trong pháo ấy. Giàn Thiếu Quyền đạp thẳng, Giàn Thiếu Quyền đạp thẳng vào cái giàn bên trái của nó ấy. Thiếu Quyền lao sâu vào. Cho xin con yêu cổ với. Thiếu Quyền phi thẳng vào giữa quân nó bên hẳn bên kia mà đạp ấy anh em. Bỏ qua tất cả luôn, phi thẳng vào đấy luôn. Đừng có ham tanh vào cả bên nhà mình. Lao thẳng vào nhà nó mà đạp. Đạp dàn sau á, đạp dàn sau á. Quân nó thoải mái quá, nó rồi nó đi nó còn bắt cả tiếng trượng, cả ngang đàn đi bắt tiếng trượng. Tớ cần một con cổ sư ở thêm liêu à. Tớ cần cổ sư thêm liêu à. Xuống cái cổ luôn, xuống cái cổ luôn. Chưa được. Chưa được. Ôi. Ok, bây giờ được.
Ấy bên trái phát rồi. Ok nhá, tớ ổn nhá, tớ ổn nhá, đi bu anh em khác đây, tớ ổn rồi. Đừng có đá phần sân nhà mình, đá phần sân nhà mình là tất cả ác ăn đam á. Đừng tách phát ở phần sân nhà mình. Sang bên kia mà đá. X phát đẹp bên phần sân nhà mình nha. Đẹp lắm, X đẹp lắm. Nãy giờ anh em đang kêu hiệu ứng là do là mấy anh em cổ sư cả, mấy anh em dương thương xem lại hỗ trợ có vẻ là thiếu hiệu ứng quá nhở. Lên đi dương thương, lên dần đi, đừng quan trọng cái yêu cổ, quan trọng anh một khí và xoáy thôi, chứ còn yêu cổ làm sao mà chịu nổi vũ tiên đâu quẩy. Đẩy qua được rồi kìa, đẩy qua được rồi kìa. Bọn chân phái bọn kiếm mình đang bắn vào nè. X của phát ở giữa rồi nè. X phát giữa rồi đó. Anh em thiếu quyền qua bên tống mà đạp này, bọn dương cung đứng bên này nó bắn thoải mái quá. Không thấy ai phá cái dàn sau của nó hết. Đúng rồi, phá dàn sau của nó đi. Nó bừng bắn thoải mái cực kỳ luôn. Chuyện đón tranh ở thêm này. Cứ yêu cổ tranh xong rồi đi búp anh em còn lại nhá. Nó tranh thêm là sau, là sau 3. Ô búp mi hoài vậy. Ok đi dần rồi. Má quả đấy đéo có máy xoay. Phát này thì sao? X đẹp bên trái. Kiểm tra cái thời gian là 49 rồi, 49 rồi nha. Vào thẳng pháo đấy, bỏ qua hết vào thẳng pháo đấy, đánh đơn giản thôi. Đánh người làm gì? Tranh cần cổ xưa, tranh cần cổ xưa. Rồi, cổ xưa rồi. Má quả đấy mình có yêu cổ là thành công rồi. Không có một tí kháng nữa. Đẩy vào pháo mà đánh. Đẩy pháo mà đánh. Ma anh em thấy không, cái dàn của nó quậy là cái dàn hậu mình vãi đái luôn, nó quậy bên thềm mình 3-4-5 con. Cái thềm nó không thấy anh em quậy, quậy cả bên thềm nó ấy.
Cổ sư đâu rồi? Cổ sư đâu rồi? Tranh 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 cầm cổ sư, tranh cầm cổ sư. Thiên la này là của bên mình hả trời? Bên nó có phá ở đâu? Có phá ở đâu trời? Bên thiên la bên mình ném thiên la bậy bạ thật sự luôn. Má, thế sao mình không phá được thiên la đâu ta? Mình chưa được phá rồi kìa. Nó chuẩn bị về dương rồi đó, nó chuẩn bị về dương, có 5-6 rồi đó, 5-6 rồi đó, 5-6 rồi nha, 5-6 rồi nha. 5-6 nha. Đạt đẩy đẩy ra khỏi pháo đấy. Rồi tranh tự sát, tranh về dương cái. Sao rõ ràng cái thiên la đúng là của bên nó thật mà sao mình đéo phá được cái thiên la ta? Năm bảy rồi nha, sắp ra dương rồi đó. Ở nhà có cổ sư không? Có cổ sư chết về được không? Cho một cổ sư chết về đi, cho tất cả anh em ở trong hậu doanh đều có yêu cổ đi. Chết rồi, không có cổ sư ở pha này rồi. Không cổ sư pha này rồi. Cổ sư ơi, cứu giá để họ giải hệ này. Cổ sư đâu rồi? Ra bot đi anh em ơi. Ê, quả pha đẹp được giữa. Mắc mẻ điểm. X pha đẹp ở giữa đó, X rồi nhá. Vẫn chưa ra bot đâu. Nó ném thiên la đường nhà mình á. Bot ra nó đông quá, đánh bot đi. Anh em mình trong bot đâu có đủ đâu mà tôi giải hệ được. Tôi vào thấy đoàn chấm đỏ không? Tôi đứng gần đấy để tôi chết à? Anh em phải ở trong đấy tôi mới đứng gần đấy chứ, bạn bảo tôi đứng gần đấy làm gì? Tôi không có tầm nhìn trong bot đâu, quả tôi chỉ đứng ngoài thôi. Anh em vào đông tôi mới vào. Từ lúc 5-6 báo anh em xuống bot đi, xuống đông thì bắt đầu giải hệ phát ăn bot được luôn. Nó đây chỗ thềm giữa nhá. Bên này đứng có khi an toàn hơn rồi. À. Anh xin yêu cổ phát này với. Nó bắn sơn phái qua đúng không? X đẹp bên trái. Vẫn pháo tống kìa trời. Anh em mình trong pháo đông hơn mà vẫn pháo tống nhở. X phát chết nhiều ạc ở giữa nhá. Ờ
Bọn nó cũng trong pháo đông mà, nói chung đánh là đánh là phải đứng trong pháo đông mà. Đánh cố gắng đứng trong pháo, vừa đánh pháo vừa đánh người, đẩy hết người ra, bởi vì người nó vào trong pháo liên tục mà. À, ít pháo đó mà bắn cua nữa. Thấy anh, thấy anh, lấy rồi tranh x không đâu có. Nó cứ chết tao chản thẳng vào pháo mà. Mình cũng phải đánh như thế với nó, mình cũng phải đánh vậy luôn. Vừa đánh người trong pháo của nó xong mình vừa phải đánh pháo luôn. Đạt 63, Tranh chuẩn bị lên thềm này cho Tranh xin con yêu cổ trên cả những x này. Đó, lúc nào mình phải có mặt trong pháo là bởi vì thế mình cứ thấy thấy pháo đổi chủ phát là phải đổi chủ lại pháo ngay. X phát đẹp ở giữa này. Ấy cho bên trái đẹp nhá. Vẫn phải nhìn cái pháo nhá, vẫn phải nhìn cái pháo liên tục nhá. Nhìn cái pháo để xem là của bên nào. Vẫn phải nhìn cái pháo. Đó, lý do tại sao phải đánh trong pháo là bởi vì thế đó, bởi vì pháo đổi chủ liên tục mà. Quan trọng là mình lấy lại pháo nhanh hay chậm thôi. Nhìn lại pháo đây mà. Pháo tống nãy giờ luôn anh em à. Có tống nãy giờ luôn. Pháo tống nãy giờ nha. Chưa người phá pháo tống nha. Đó. Anh em mình bắt buộc phải đánh trong pháo. Nhìn cái pháo liên tục. Đẩy qua không ăn thua đâu. Đẩy qua phát là nó vào ăn trộm pháo ngay. Phải đánh trong pháo đó. Phải nhìn pháo liên tục đó. Pháo tống rồi, đấy nghe pháo tống phát là mấy anh em đam mình ở bút Colossus, tuyến bút tiên lấy lại pháo luôn. Ở nhà bút nội công đi, ở nhà bút nội công đi. Đó, lý do sao phải đánh bằng pháo, đánh liên tục, ngó pháo liên tục nhá. Giết mấy cái thằng mà có, mình giết mấy cái thằng mà có khả năng đánh pháo nhanh như kiểu vũ tiên á. X bên trái đẹp, bên giữa đẹp nhá. Đánh trong pháo, giết mấy cái thằng mà vũ tiên mình giáo bút cả cô lôn á, mấy thằng mà có khả năng đánh pháo nhanh á, giết mấy thằng đấy đầu tiên. X bên trái phát nữa đẹp này. Ơi tranh con yêu cổ vậy. Ok ok ok. Bên trái x đẹp, trái pháo x đẹp, chết nhiều lắm. Nhìn pháo liên tục đi, nhìn pháo liên tục nhá. Pháo bên nào là phải đổi nhá.
Phút 85 rồi nha, khắc 85 rồi nha. 86 rồi nha, 86 anh em ơi. Xuống dương ăn một lần sát khí xem nào. 86 rồi đó. Xuống dương dần đi anh em. 87 rồi, 87 rồi. Xuống dương đây, xuống dương đây. Chết này nó toàn cave thôi, xuống dương đây. Pháo đang pháo liêu mình rồi. Cho tranh con yêu cổ ở đoạn này không? Cho tranh được con yêu cổ không? Có yêu cổ là ở đứng giữa. Có yêu cổ nào đứng giữa này không? 88 rồi, 88 rồi. Về về đây đông đông đi thì mới được. Ô không có cổ xưa đây à? Về đông đông đi thiếu trưởng mới tải hệ được nhá. 89 nữa nha. Một khắc nữa nha. Chưa giải hệ đâu, anh em mình cứ đông hơn là anh em mình ăn được. Cứ đánh ở đấy đông hơn là ăn được, nó chưa giải hệ được nhá. Tôi chết rồi, nó chưa giải hệ đâu. Ở nhà búp nhanh này, ở nhà búp nhanh phát rồi lao ra luôn à. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Đánh hết mình đi, đánh hết mình, đánh đến bao nhiêu đánh. Kích phát ở thêm nhà mình đẹp rồi đó. Đẩy vào đi cái dàn hiệp độc với cái dàn quấy quấy là chết hết rồi ở thêm đó. Đẩy vào trong pháo, kìa trong pháo đông nha anh em, bây giờ cứ đẩy pháo thôi. Dương cung đứng đứng sau bắn vào pháo thôi. Để ý cái pháo liên tục. Bọn nó bị đẩy ra khỏi pháo rồi này. Tranh xin con yêu cổ pha này mấy. Má nó quẩy mình liên tục, mình đéo thoát loạn luôn. Nên mình thiếu một arc, arc nào đấy. Tranh lên thềm bây giờ này, cho tranh con yêu cổ với. Thôi, có chưa. Ui dồi, nó đẩy mẹ hẳn luôn đây. Ê, phát thềm liêu đẹp rồi. Nó đẩy qua thềm rồi nha, nó đẩy qua thềm rồi nha. Ui
ít quả đấy mà đeo ăn thua là nó hiểu đó. X đẹp nè, X đẹp á, X đẹp á. Đẩy lên không, bên trên vẫn đang đông mà, đợi tí, đang X dần, đang X dần. Để pháo này đánh đến cùng anh em ơi, đánh đến cùng đi. Còn một dương nữa thôi mà. Đánh thì cả thua mình để điểm cách biệt ít nhất có thể. Anh em ít kinh nghiệm mà, có gì đó. Bọn nó đánh nhiều mùa rồi. Cho xanh con yêu cổ ấy, đâu là có yêu cổ ở thêm không? Ở đây phiêu du ấy, đây ok, đây. Bốn linh bảy rồi, 4 phút nữa ra dương, chính xác là 13 khắc nữa ra dương. Ở nhà bút nội công nha anh em. Tí đánh xong thì ngồi phân tích để giúp kinh nghiệm bữa sau. Anh em nhà mình non kinh nghiệm mà, ít kinh nghiệm đánh lắm. Tranh nói. Má nó đẩy ghê quá kìa, anh em hãy cố gắng rút ngắn khoảng cách điểm số đi. Đây cho tớ có nhiều cổ này, có vừa có cổ sửa nhà mà đúng không? Thì cái thằng đấy nó chỉ cài tên em vào thôi để nó phong thôi mà. Đứng ngọc đông nó búa thằng ghê. Nào, rút ngắn tỷ số anh em ơi. Thua thì thua, nhưng mà phải rút ngắn được. Để ý thời gian dương anh em nhá. 14 rồi đó, 14 rồi đó. Cố gắng lấy cái pháo đi, xong mình xuống dương phát cuối này. Xuống dương trong phút lúc mình đang có pháo là có cả dương có cả pháo, nhưng quan trọng là phải lấy được pháo nha. Cố lên anh em ơi, tôi ít cần trăm mạng rồi.
Ôi dương cung này thế nào bắn thêm trợ không ăn thua rồi nhỉ. Đúng, ăn được con bot thôi. Giờ xuống đi, xuống dần đi, xuống dần đi, xuống dần đi, mình đông hơn rồi. Mình đông hơn trên pháo rồi, bây giờ xuống dần đi, nó hết đam trên pháo rồi. Xuống đi anh em ơi. Xuống đi. Hô cái súng luôn đi. 118 rồi, xuống 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 xuống. Ăn con bot đi xem nào. Mới 118 chưa. Xuống dần đi, xuống đông thật đông vào thì mới giải hệ được nhá. Không đông là tôi không có vào được trong đâu, tôi vào tôi bốc hơi luôn á. Một 19 rồi nhá. Bật cái map lên, Lâm. Ôi, x của đấy bị nó ngắt luôn. Bó già đấy, bó già đó. Tôi không, mẹ tôi đứng như này mà tôi không dám vào. Có đống không ạ, đứng ngoài đống không ạ. Nó giải hệ kìa, anh em ấy cố bắn vào đi là kiểu gì ăn được cái đam cuối. Mà mấy cái pha x trong bot mình x toàn kiểu bị ngắt chiêu ấy, kiểu bị nó đàn ô dạ ấy. Ngăn ở đấy thì chỉ cần có mặt ở bot thì mình bắn hú hoại thì cũng có đam mà. Ngon rồi. Đi mình ăn bot là ngon là vậy, là nhưng mà nó có sát khí nhá. Lên pháo đi. Ok, lên pháo đi, lên pháo đi. Ở nhà bút bất diệt nào, bất diệt nào, bất diệt nào. Ok, lên này. Cái pha ăn bot đấy chắc là dương cung ăn nó, bởi vì lúc đấy thấy anh em chết hết khoảng mỗi dương cung đường giữa bắn này. Đúng không à? Lên đi anh em ơi, pháo nào. X phát chỗ pháo trong pháo nhá. Anh em mình trong pháo vẫn đang đông hơn á, mình trong pháo đông hơn á. Tranh cả thêm đạt 63, tranh xin con yêu cổ nhá. Anh em trong pháo đông hơn rồi. Cố lên nghìn điểm đi sao nào, ăn cái pháo cuối đi sao nào. Rồi đợi nó tập trung đông rồi mình x. Chỗ nào đông người ta, chỗ nào đông cho báo vị trí vào ném cái cà sa vô mặt cho đỡ chán à. Có pháo vải ạc này. Pháo tống cho anh em, ok pháo liều đó. Pháo mới về liều đó. Má cái giàn nó phiêng thêm cho mình, nó phá cái giàn dương cung cho mình quá. Ok nhìn điểm mình kìa, tốt rồi đó. Chuyện phải võ kiếm bên mình bắn vào pháo đẹp kìa, bên mình bắn pháo đẹp. Nữ thần hay tớ xin con yêu khổ ấy. Ôi cái thằng đéo nó bắn đó. X phát phải pháo nhá. Cũng đẹp ạ. Nó hiệu ứng ở giữa một đống nhờ anh em này, chỗ thêm giữa. Đôi x sau lưng nhờ, may chúng trợ x im phụ rồi, chúng trợ hụt rồi. Cho anh con yêu cổ pha này vậy. Này anh em cứ tập trung này, anh em đánh này. Có phải là ok không? Mấy giờ tập trung này. Tranh siêu yêu cổ vậy. Đâu rồi, nữ thần hay nữ thần. Đây. Địch ở đâu anh em ơi, chứ xin cái địa chỉ của chúng nó nào. Ờ, thế được rồi.
Rồi chân phải ngáp kiếm vào nhá, từ trái chân phải vào kìa. Rồi chân phải ngáp kiếm bên trái pháo đó. Mà cái góc lạc đều đúng á, vừa mình đã có thông tin đấy. Ôi. Ăn pháo cuối nha anh em ơi. Má kịp lên pháo nữa không trời. Lên một 34 rồi, 20 giây anh em. 20 giây, đập hết vào pháo, cứ phi thẳng vào pháo thôi. Kệ người luôn, bỏ người luôn, phi thẳng vào pháo này. Cứ phi thẳng vào pháo luôn, bỏ người luôn nhá, bỏ người nhá. Chịu quả dược hai máu luôn. Cứ cắm thẳng mặt vào pháo thôi. Tích trong pháo này. Phát cuối đẹp này. Pháo cuối mình ngăn à? Đúng không? Mình ích quả cuối, ăn pháo cuối luôn mà. Ích quả cuối đẹp vai này. Xem đúng nhờ. 93 mạng, đủ á. Thiếu 7 mạng nữa không là win nữa không? Này sao cảm giác bên ác nó cũng khỏe chứ bộ. Bởi vì là cùng một cái ác kiểu thiếu chuyện như này nha, mình x đam và cái bọn mắc binh như kiểu bọn kinh ấy cũng chỉ được khoảng 70 mạng. Mà x độ này được có 9 mấy mạng là chứng tỏ là ác nó cũng khỏe. Bởi vì là mình x vào cái dàn kinh nhá, mình x còn được 70-80 mạng mà dàn này mình x có 93 mạng là chứng tỏ là bọn nó thủ khỏe nha, không đùa nhá. Ủa đủ má mày, quên đeo cái ấn bỏ qua giảm thương, đủ quá. Đeo ấn bỏ qua, đủ quá. Ừ thì đeo ấn bỏ qua chắc ít được 100 mạng ấy. Ủa chứ tên, mình top 7 à. Mà tôi ít phát cuối mà tôi được có top 7 bạn ạ.